Đây em bệnh cái này cũng làm lần đầu tiên nha, mình cũng tiếp cận em nó đã rất cảnh giác không, nó chạy chạy ra đây rồi. Đây cũng là em này là mã số 02 của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Thì đa phần là chó ở Phú Quốc, ở trại chó Phú Quốc Sài Gòn thì cái tỉnh giác, cái tính mà cảnh giác hoặc là cái bản năng á, nó còn cao lắm. Tại mình nuôi dạng môi trường mà nó cũng cách ly với người nhiều á, cho nên mấy bé cũng hay cảnh giác. Thì bây giờ công tác của bên mình á, là chỉ tập xích mấy bé để về nhà mới hiệu xích dần dần ở quen. Đây bạn coi dáng, dáng rồi độ tuổi là giờ. Bước chạy nó rất nhẹ nhàng, nó không như mấy cái chú chó ta là cảm giác cao độ nè. Bây giờ mình rờ chứ chắc được nè. Em này cũng dạng nè. Đó, nó chịu tiếp cận mặc dù không có đoàn ha, nhưng mà đó tín hiệu rất là tốt. Mấy em vậy thì mình tiếp cận nhanh lắm. Đây mà xuất con ở đây con, đây con nè, em kia còn cảnh giác ha, căng lắm. Em kia tập mới xuất lần đầu đó, em được được vàng xuống rồi đó, căng đó, phải ghê không, thấy cực kỳ ghê không. Đây, từ con, từ từ con này, dạng dạng rồi bạn thấy không. À, dạng là đó, nó tiếp cận mình lại đó. Đó là lần đầu tiên, hồi nãy mình có quay clip khoảng 6 phút về em này. À, nó đã giãn ra, tức là nó chấp nhận mình rồi. Rồi sau đây thì mình cũng dễ thôi, mình lấy một cái, mình lấy ít đồ ăn thôi để mình làm thân với mấy em thôi. Thì tập mấy cái chó mà thân với mình thì nó giống như tập với làm quen với con nít, mình cứ từ từ, không gì vội cả. Vẫn vẫn qua đây con, qua đây con. Đây con, đây đây bạn thấy không, nó lạ lẫm nên không, nó dám không dám ăn tay mình. Đây vẫn 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 đây, mình xin nhấn mạnh lên một lần nữa là những em này là lần đầu tiên mình tiếp xúc nha. Đây vẫn 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 đây, đây cho con ăn nha. À vẫn à, nè nữa nè. À mình gọi con bé này là bệnh đen, à, xoay kiếm đó, nhìn chất đen nhiều rất là ngầu. Đây con, đây thế từ từ đã, từ từ đấy bé tiếp cận thôi, mình đừng có vội vàng gì hết chứ. Càng thân thiện á, thì chú chó con nó sẽ càng cảm nhận được, nhẹ nhàng từ thôi. Hey. Ở đây con, nè. Đó, không dám ăn thấy không? Các bạn thấy tính cảnh giác ghê không? Rất thích nhưng mà rất cảnh giác rất là cao độ. Đây. Đây mình lên tay chưa chịu ăn nữa. Đó. Nói chung thì dòng Phú Quốc á, thì nó có bản năng là dòng chó săn, cho nên tính cảnh giác nó cao lắm. Mình phải từ 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 nuôi chó không có nôm được. Nhiều bạn hỏi mình tìm con chó khôn, nó thật sự mà nói gì, cũng chia sẻ thiệt luôn, khôn không á, là cũng do người nuôi. Mình hiểu con chó mình sẽ biết được nó khôn như thế nào, chứ việc có thánh được mang con ra nào con này khôn không có đâu. Từ từ phải sự cảm nhận từ thời gian rồi. Mà chó càng lớn càng già nó càng khôn, cái này là quan điểm của mình nha. Ở đây mình không có áp đặt là sau của mình là đúng cho tất cả, nhưng mà đó là cái sự chia sẻ về cái kinh nghiệm mình nuôi thôi. Ngay cả những con chó mà cái năm 2 năm tuổi nhiều lúc nó đi lạc mà bắt được á, mà mình thân thiện đó, bạn thấy là tiếp cận rồi đó. Các bạn cứ cứ bình tĩnh, làm quen với chó con thì cứ bình tĩnh. Mấy dòng chó ta, chó kiển thì nó thân người nhanh lắm, nhưng mà dòng Phú Quốc thì nó khác. Nó thân thoát mà nó cứ rất muốn ăn mà, thấy không, rất muốn ăn. Đây là mình đặt xuống cái ăn à. À và ăn rất rón rén chứ phải táp táp à nào cái đâu. Đó thì mình sẽ quay những cái clip mà là lần đầu tiên tiếp cận những chú chó, bạn sẽ thấy là
những con á, tiếp cận đầu tiên á, này sẽ mỗi con nó có thái độ khác nhau, độ khó từ từ. À, bạn này á, thì tiếp cận nó dễ nhanh hơn, nhưng mà ác cái là bạn thấy không, nhưng mà so với bạn vàng kia, bạn này vẫn còn rất là cẩn trọng nhiều, chưa ăn trên tay nữa. Ra mình thì đi suốt ngày à, không có ở dưới trại, cứ tháng 2-3 tuần mỗi lần à, xuống một lần, cho nên việc mà chó con nó mới ra đời nó không biết mình là chuyện bình thường. Và cái hai nữa là để mà thuần một con chó thì đối với mình á, thì nó khoảng chừng từ 2 ngày đến 10 ngày tùy theo độ khó của độ cảnh giác của chú chó. Đấy, chú này rất là cảnh giác rất là cao, mà không ghì xích như chú kia chú vàng kia là ghì xích phải căng lắm, nhưng mà con này nó không ghì căng. Đây nè, nè để đèn là nó lại ăn, nó ăn mình cũng không vồ lại, không cần vồ bạn, cứ từ từ nó như nít mà nó biết hết trơn á, nhưng mà tại tính cẩn trọng nó cao thôi. Các bạn nhìn cái thái độ đó. Ở đây là mình làm clip về chia sẻ nha, về cảm nhận của mình. Thì các bạn có thể nhìn chăm chăm vào chú chó con và cái cách mình làm thì mấy bạn làm theo thôi. Ở đây là thử độ kiên nhẫn với lại cái thái độ của nhau này, dò xét. Rất cẩn trọng, mình thấy cái tay nó không? Không qua thì cho ăn từ từ, cứ vậy đó. Thật ra mấy dòng Phú Quốc này á, nếu bạn thuần được một con á, mà nó cảnh giác cao á, thì chơi nó đã lắm bạn ơi. Mình hiểu nó và nó cũng hiểu mình, chơi đã, thích lắm. Đó là trải nghiệm. Mình nếu mình có thời gian nữa, tập nó đi bơi, tập nó đi săn bắt, rồi tập nó chơi đi xe hoặc leo rào chơi vô tư. Bây giờ mình sẽ làm một khó hơn nha, mình lại gần cái bằng tiếp cận đó nha, để coi nó độ phản ứng như thế nào. Đây, đó, cảm giác rất cao. Thôi, em này không chịu cho em kia nha. Đó, mục đích mình chẳng qua là chỉ chạm được nó thôi. Thì có thể ngày hôm nay chưa được, thì ngày sau mình cứ làm công tác này, thì cứ qua vài ngày là được thôi. Vàng. Đấy, em Vàng hồi nãy mình làm cái clip kia nè. Đó, em này rất là căng nha. Đấy con. Đó, bạn thấy căng ghê không? Căng ghê đàn đây. Đó, em này cái đó căng nè. Rồi đó, bạn thấy không? Nếu bạn xem lại cái clip trước về bé này á, thì bạn thấy là từ đầu không biết ăn kia luôn. Ok, mình sẽ làm thêm một clip khác về một em khác. Nhưng mà mình ráng cố gắng là sao rờ được em đó. Khi mà rờ nhận được rồi á, thì từ từ mình sẽ đi tới bề khó hơn. Đó, cứ mình không cần vội vàng đâu. Nhưng mà trước tiên mấy bạn phải tập tên của chú chó con mình nha. Rồi xin chào. Để mình qua một bé khác.